Chúng ta đi vào con đầu tiên là cái con IQ. Con này nó không có nằm ở trong nước Mỹ. Và chúng ta mua canh khoảng 7 đồng rưỡi là được rồi. Vì thấp nhất của nó là 8 đồng và cao nhất của nó là 28 đồng. Coi như độ rotation của nó là 20 số. Cáp của nó là cáp bi cộng, thì nó chỉ dao động giữa bi và bi cộng, mọi người thấy rất là tuyệt vời. Nhưng mà cáp chuẩn của nó là cáp bi cộng, thì khi mà cái phần earning chúng ta thấy là nó đã report cái phần earning rồi, nó thấp hơn cái quý trước chút xíu. Nhưng mà những công ty này vì software và những cái internet rồi mấy cái streaming service nè thì 11-12 năm, nhưng mà nó cũng được gần gọi là 8T, có nghĩa là 12 năm, nhưng mà công ty này có khoảng 8.000 người, và có nghĩa là một trong những công ty chất lượng, chứ không phải là một công ty mà là tệ tệ. Nhưng mà khi mà mọi người mua con này thì mua thì chúng ta để tốt nhất để C1, hoặc là nếu mà TD được thì mọi người TD. Thật sự thời điểm này reset chúng ta TD rất khó, mua trên mọi người phải mua trên sao F1, hoặc là mọi người phải mua trên, thật sự single mountain, double mountain mọi người không có thể nào áp dụng trong cái biểu đồ này được. Thì có F1 và mọi người khi mọi người vẽ ra cái V-line thì được. Chứ thật sự mà mua còn những cái thông tin khác thì tôi nghĩ là mọi người có thể tự tìm hiểu được, nhưng mà về giá cả này nọ thì mọi người cố gắng giữ khoảng 7 đồng rưỡi là ok nhất. Rồi là cái tỷ lượng giao dịch của nó hồi tháng rồi, giá trị của nó khoảng 10 đồng, 10 đến 12 đồng. Giá thì tháng này còn khoảng hiện tại là 8 đồng, nhưng mà mình cứ set đi ở 7 đồng, 7 đồng rưỡi là ok rồi. Có mua, khi mà mình mua cao quá mình bán rất là thấp và rất là khó ra. Làm gì làm khi mà mọi người tính toán kỹ lưỡng chút xíu, khi mà mọi người mua đó, mua đúng giá thì mọi người ra rất là dễ. Không phải là hoặc là khi mà mình mua hơi bị cao á, ra rất khó. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lên cái biểu đồ trên màn hình. Mọi người thấy cái màu hồng thì chúng ta mua nha, bán thì chúng ta bán màu xanh. Dạ. Thì nó giữa cái cộng lai màu hồng á, nó có một cái chấm đỏ. Thì thông thường những cái chấm đỏ như vậy đó, nó sẽ là cái thời gian nó là cái giá, cái giá trị của cái con stock đó nó khoảng giá bao nhiêu đó. Có nghĩa là giá con này khoảng 10 đồng và bây giờ chỉ còn 8 đồng 15 cent ngay cái thời điểm mà tôi đọc, tôi report chú gì thì nó còn có 8 đồng 15 thôi. Và tại sao chúng ta phải mua 7 đồng mấy? Thì vì cứ set giá và vì rải xuống mua thôi. Và con này thứ nhất là tại nó không nằm ở Mỹ, chúng ta chỉ mua rất là ít. Dạ. Thì chúng ta mua trong cân nhắc và mua ít thôi. Và cái con sau thì nó nằm ở bên Texas. Bây giờ qua con số 2 thì mọi người sẽ thấy được.
Và con số 2 của chúng ta sẽ là COG. Thì con COG này á, tại sao cái thời lượng này tôi hay thích, tôi để mấy cái con mà nó chuyên về gas, chuyên về oil. Thời này là thời của công nghệ và năng lượng. Năng lượng gì nó vẫn còn thống trị bởi năng lượng về dầu khí, năng lượng về khoáng sản và năng lượng mặt trời, cũng như năng lượng gió và nước. Besides, mọi người mà mua những con mà năng lượng gió, năng lượng nước, năng lượng mặt trời thì ok. Nhưng mà những con đó tôi nói với mọi người, cái cap của nó rất là thấp, mua cũng mắc giật lắm. Nhưng mà những con mà năng lượng mà về khoáng sản á, và những con mà nó chuyên về dầu khí hoặc là gas. Con này thì tôi nhớ không lầm, nó nằm ở bên Texas, đúng rồi, yes. Thì con này 30 mấy năm rồi. Thì cái tuy nó chỉ có nửa T thôi, có tại sao? Thì những người này đa số là những người engineer làm trong ngành dầu khí, thì một người nó phải trả cho rất là nhiều tiền. Và đó là nó không mất, nó thật sự nó không cần nhiều người đâu. Và cái lượng người mà nó hire mà để phụ nó đó, không phải là nhân viên chính thức á, thì chỉ là contractor thôi. Contractor thì nó trả ít hơn. Nhưng mà làm gì làm, mọi người look for cái phần earning chút xíu. Nó report thấp hơn quý vừa rồi, nhưng mà tất cả những cái chỉ số report của nó là vẫn là số gì? Số dương. Và đây là cái quan trọng. Report thì report, nhưng mà nó là số dương. Thì thấp nhất của nó là hiện tại là 14 đồng. Giá hiện tại là cái giá V1 là 14 đồng 59, nhưng mà cái giá thấp nhất của nó ngày trong năm á, thì là 14 đồng 28 đến 20 đồng. Có nghĩa là cái con này giữ giá rất tốt, con này rất là stable, độ rotation của nó không có nhiều. Thật sự những con mà dầu mỏ cái độ rotation của nó không có cao lắm đâu. Và nó chỉ khoảng 6 số thôi, nhưng mà cái điều này nó lên cái gì, nó lên cái giá của nó, firm price, cái giá của nó giữ chắc. Yeah. À, giờ mọi người liếc lên trên màn hình tí xíu ha. Cái cọng màu hồng là chúng ta mua, và màu xanh là chúng ta bán ra, rất là dễ. Có cọng signal là cái cọng màu đỏ, nó gần cái cọng màu đỏ đó nha, nhưng mà nó là cái cọng màu xanh, xanh dương đậm á. Hay mọi người thấy không, nó đi rất là stable, nhưng mà nó có chiều xuống, đi xuống tí xíu. Có nghĩa là con này chúng ta mua làm sao giữ càng gần 14 càng tốt. Nhưng mua tốt nhất là dưới 14. Và mọi người cứ rải lệnh xuống đi, dưới 14. Và nó có một cái chấm đỏ, một cái dot ở trên cái cổng, cái line màu hồng của chúng ta đó. Đó là cái giá trị thực tế và cái độ reporting của cái con này. Thường thường á, chúng ta rất là dễ khi mà chúng ta đọc được biểu đồ, chúng ta nhìn được biểu đồ, chuyện gì xảy ra chúng ta biết hết trơn. Và tuy là nó trừ tại trong, tôi nói lại lần nữa, vì trong cái tuần lễ này là cái tuần lễ reset, quý vị mua rất là sướng. Và tất cả mọi người, tất cả những con stock, thậm chí của tôi, tất cả bạn bè anh chị em và tất cả mọi học viên ở trong lớp đều đỏ quét hết. Vì thời điểm này là thời điểm ta mua chứ không phải thời điểm ta bán. Hôm nay ta bán là ta bán hoàng kia rồi. Bữa thứ hai rồi. Thứ hai, thứ tư là 2 ngày bán. Còn thứ năm, thứ sáu là 2 ngày mua. Và hopefully là last xong cái tuần sau là xong reset. Rồi chúng ta sẽ là bán ra được. Nhưng mà anyway, thì ngày mua ngày bán, nói chung là tôi đã nói với quý vị là sao, chúng ta chỉ có gom tiền thôi. Thời điểm này là con nào chúng ta ra được chúng ta cứ ra, đừng có giữ. Và thời điểm này là thời điểm mua vô, tập trung mua vô, mua trong
cái sự suy nghĩ của mình, và con này chúng ta nên mua. Vì sao? Vì nó vô cùng stable, nó firm price, cái giá của nó cứng và rất là chắc nha, chúng ta không có sợ. Và nó là cáp tỷ đô. Thank you and have a good day. Gặp lại mọi người ngày mai.